xin chào các bạn nhé. Chào bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ nhá. Thì hôm nay là buổi chiều là khá là nóng mà cũng thoang thoảng tí gió các bạn ạ. Bên ngoài cây này, các bạn có thể thấy này, cây gió rất là to luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một con diều. Con diều mặt quỷ các bạn nhá. Thằng cháu mình vào đây là diều quỷ dạ xoa. Có đúng cửa diều quỷ dạ xoa không? Chưa chắc. Chưa chắc. Thì mình thấy này, con diều này là diều mặt quỷ các bạn. Đấy, bên dưới này mặt quỷ là chắc chắn rồi các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay mình sẽ test con diều này của một bạn. Đấy, mà là con diều này thì mình test cho các bạn xem con diều của một bạn mới mua nhé. Đấy, con anh bán cho em con diều này. Thì mình làm và mình đặt và mình làm luôn cho các bạn đấy. Đó. Ui. Giờ mình sẽ bay con diều này luôn cho các bạn xem đấy. Mang cái loại dây to thả thôi, chứ còn nếu mà mình thả dây chỉ sợ nó đứt mất. Đấy, bay luôn cho các bạn xem. Đó, con này thì đâm phát lên luôn các bạn nhá. Giờ mình sẽ cầm diều anh ấy. Rồi mình sẽ mặc cái áo vào. Mình mặc cái áo vào cho nó thả diều ra bên ngoài. Thả diều thì phải mặc cái áo vào các bạn. Đam mê. Nhưng mà đam mê ra trời nắng thì chuẩn bị ăn trời sắc lệnh rồi. Mà cái mùa này chuẩn bị các bạn đi học nhiều nên là chắc là ít đi chơi và đến tầm gió mùa nhiều cơ. Rồi mình sẽ mặc áo vào. Rồi mình sẽ mặc áo vào các bạn nha. Hôm nay thì thả con diều này chắc chắn 100% là nên là các bạn không cần suy nghĩ về cái điều carbon mình đã bán đi. Đi ra đây quay. Lấy nguyên dây to này thả các bạn nhé. Mình sẽ đứng đây, mình sẽ giật luôn cho các bạn xem. Con này đứng tầm 20 mét nên là kéo tập rồi. Một phát là lên luôn các bạn nhé, không cần phải. Có cần đâu. Có chứ, đâm đi, đứng từ đây. Dạ. Em đứng tầm đấy. Con này mình sẽ giật luôn cho các bạn xem. Đấy. Xem lại một chút mèo. Chiều mát mà thả chiếc diều này ra thì chiều mát cơ các bạn ạ. Chứ còn giờ chiều này nắng lắm. Muốn thả diều vào cái lúc trời nó mát mát một tí cơ. Đấy, các bạn thấy không? Con diều này vải in nhiệt các bạn nha. Vải in nhiệt rồi chất rất là thích luôn. Cảm giác là nó căng. Diều nó rất là căng các bạn. Rồi nó mềm mà chống nước luôn. Kể cả có nhúng xuống nước rồi nhấc lên mà nó vẫn khô các bạn. Đấy, con diều rồi đâm cho anh nhé. Đâm đi nhá. Thì đứng làm sao thế? Đứng làm sao nhá. Các bạn ạ, cái này nó khuất gió lắm. Thế là nó không có đủ gió nó lên các bạn nhé. Mình sẽ mang ra ngoài kia một tí. Thôi chấp nhận chịu nắng một tí vậy. Mình quay điều mình rất là ghét nắng luôn các bạn nhé. Nó nắng to quá. Quay điều nắng. Đấy đi. Thế ra bến tre à? Em ra tận người tre đi. Thank you.
nay giờ mình sẽ chỉnh lại một chút để cho nó cân các bạn nha. Giờ em mang ra ngoài kia lên đặt lại phần. Gió này quá chán đời luôn các bạn. Gió này hết gió rồi. Không đủ gió thả con này các bạn nhé. Vừa xong tầng trên mình thấy có tí gió mà giờ hết gió rồi. Mới test vậy thôi các bạn ạ. Nắng quá, giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhé. Muốn có nhu cầu muốn mua con diều thì hãy liên hệ Zalo cho mình nhé. Mình sẽ tư vấn mình bán nhé. Đó. Nắng quá thôi, để chiều chiều tí nữa mát mát tí nữa mình thả con khác các bạn ạ. Con này giờ mình sẽ về gói hàng cho em ý, gửi cho em rồi. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok. We'll be right back.